theo cùng hoa cỏ của xuân. Con thích cô Tóc Tiên lắm đúng không? Dạ. Hèn chi chú thấy con bắt chước động tác giống y như cô Tóc Tiên luôn vậy đó. Rồi cô Tóc Tiên có một cái vũ điệu nổi tiếng lắm luôn à. Dạ, vũ điệu cồng chiêng. Rồi, vũ điệu cồng chiêng, giờ con có muốn nhảy thử cho mọi người xem không? Dạ muốn. Âm nhạc. Một tràng vỗ tay cho bé được không ạ? Dễ thương ơi là dễ thương, mà con gái tập nhảy rất ra tinh thần của Tóc Tiên. Đỗ Ngọc nhảy một vương thích ơi là thích.
Thưa quý vị, đó là Bảo Ngọc và Ngọc Luân cùng với Vũ Đăng. Ô, xin cảm ơn các bạn rất nhiều.